làm về thì ở trên đường á thấy người ta bán thịt heo cho nên là mình đã mua một miếng rất là to to hơn cả cái đầu mình luôn mọi người nha, nó đúng bự luôn á, 1kg 85.000, biết nó có rẻ không ta, tại vì người ta kêu là giảm giá cho tôi luôn á. Với sao tự nhiên người ta giảm giá tôi à, thì bây giờ tôi sẽ làm món của mình nhiều. Bây giờ chắc là tôi sẽ lấy phần này thôi. Tại vì mua một miếng to như thế này để mà ăn dần bao tủ đông luôn. Thì tôi sẽ cắt cái này. Đấy, một miếng thịt dày bự luôn. Không. Giờ chắc là mình sẽ cắt từng miếng to như thế này xong rồi mình sẽ bằm nhỏ lại. Tại vì nếu mà to quá thì mình cắt nhỏ rất là khó. Mình cắt những miếng như thế này á thì nó sẽ dễ băm hơn. Vì tụi mình không có ăn thịt bò bằm á. Để thấy thịt bò nó không biết là có mắc hay không. Tại vì thấy thịt heo ngon quá nên mình làm mua luôn. Mình không mua thịt bò làm cái bò bằm. Mình sẽ đổi lại là mì ý heo bằm. Gọi là FF spaghetti. Hơi đù á, cho nên là băm nó hơi lâu. Với đôi mắt liên viên, đây, hai anh chàng. Khi mà nó mềm thì mình sẽ đấy bỏ xuống đây, nó nhẹ luôn. Bây giờ thì nãy lắp bông lại, rồi đợi nó nở ra là chín thôi. Mình chỉ là đơn giản nấu thịt, mình ấy và nước sốt thế thôi. Thằng mặt lợn.